Chiều nay, Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Minh Triết có buổi tiếp đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng nhân dịp xuân mới Quý Mão 2023. Gửi lời chúc mừng xuân mới Quý Mão 2023 đến lãnh đạo và nhân dân thành phố, Giám mục Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng bày tỏ niềm phấn khởi trước những kết quả thành phố đạt được trong năm qua với những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Giám mục Đặng Đức Ngân khẳng định với vai trò của mình, thời gian đến sẽ tiếp tục kêu gọi đồng bào giáo dân tích cực đồng hành cùng các chủ trương quyết sách của thành phố, chung tay xây dựng Đà Nẵng là điểm đến an bình, văn minh, hiện đại. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Minh Triết cảm ơn lời chúc Tết của Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Đặng Đức Ngân, đồng thời khẳng định đóng góp vào sự phát triển chung của Đà Nẵng có vai trò không nhỏ của cộng đồng Công giáo đã luôn nêu cao tinh thần kính Chúa yêu nước, đồng hành cùng thành phố trong suốt thời gian qua. Nhân dịp xuân mới Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trân trọng gửi lời chúc đến Giám mục Đặng Đức Ngân, các thành viên trong đoàn và đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố đón Tết cổ truyền hạnh phúc, an lành và thịnh vượng.